Dự đoán 2024 Trump có đắc cử không anh? Một năm sau anh sẽ nói cho em nghe. Tại chưa bầu cử sơ bộ anh không nói sớm quá. Anh muốn các đối thủ nó phải lộ nguyên hình ra, coi những ông nào ra như thế nào này nọ. Có tin là ông Trump nếu tái đắc cử tổng thống thì tìm cách giảm viện trợ cho Ukraine và đưa HA là gì? Đưa HA nước đàm phán, anh nghĩ sao? Thì nếu mà đó là quan điểm của ông Trump thì để coi cử tri người ta có chọn ông giữ quan điểm này không ai biết. Đúng không? Tại vì những ông tổng thống ông Trump thì ông sẽ có 4 năm 6 cái key point. Cái key point là gì? Đối ngoại ông xem sao? Đối nội ông làm thế nào? Nhập cư ông làm thế nào? Súng đạn ông làm thế nào? Giáo dục y tế ông làm thế nào? Thì ông nào cũng phải đưa ra 4 năm cái key point của ông vậy đó. Thì bây giờ cử tri người ta nghe ok thì người ta bầu. Người ta bầu thì phải cam kết làm đúng. Anh dự đoán Quốc hội Mỹ có nâng trần nợ không anh? Không nâng trần nợ nó quốc sao? Em phải hỏi nè, anh nghĩ là Quốc hội Mỹ có nâng trần nợ trước ngày 1 tháng 6 hay không á thì ok. Chứ còn em hỏi một câu chung chung thì tháng 7 nó nâng cũng được vậy. Tại cái chuyện mà Mỹ nó dở nợ không phải xảy lần đầu, xảy ra chừng bao nhiêu lần từ lúc anh biết đọc mới viết giờ xảy phải ra 4 5 lần rồi đó. Nên anh thấy nó bình thường rồi, no mồ với anh rồi. Chào anh, em muốn tranh luận anh với Mỹ. Mỹ là siêu cường số 1, Nga và Trung Quốc không thể nào sánh nổi. Không có gì tranh luận hết em. Cái câu đó anh tranh luận với người khác đi, còn với anh Duy Nguyễn thì không có gì tranh luận câu đó. Tại vì Mỹ thực tế là siêu cường số 1 mà có ở đâu tranh luận. Chừng nào em nói là Mỹ là siêu cường thứ 100 thì em mới tranh luận với em nha. Vỡ nợ Mỹ có ảnh hưởng gì đâu mà nâng trần nợ công, phát hành trái phiếu ổn đúng không Duy? Sai. Vỡ nợ Mỹ thì phải nâng trần nợ công chứ. Tại cái nợ công nó tới giới hạn rồi thì Quốc hội phải nâng cái nợ công nó lên nữa. Đúng không? Nâng cái nợ công lên nữa thì mới phát hành trái phiếu được. Anh nói rõ về nợ trái phiếu chính phủ đi anh. Trái phiếu chính phủ Mỹ nợ hiện tại 31.000 tỷ. Trong đó nợ Nhật Bản 1.300 tỷ, nợ Trung Quốc 800 triệu. Còn lại một số nước khác, tổng nợ nước ngoài của Mỹ hiện tại là 7.600 tỷ. Rồi phần còn lại là nợ nội địa khoảng 24.000 tỷ. Thế thôi. Đó, hiểu chưa? Nợ nội địa là ai? Là nợ ông Tài Trần nè, nợ ông Quốc nè, nợ... Jeff Bezos nè, nợ Elon Musk nè, nợ Tim Cook, nợ tùm lum lơ luôn đó, nợ Apple, nợ vòng vòng đó. Có nguồn tin nó là nợ Việt Nam 12 tỷ nữa, không biết giờ còn đúng 12 tỷ không thì không biết. Nợ công của Nhật gấp mấy lần GDP mà kinh tế của nợ mà nó vẫn vững vậy anh. Tại vì Nhật á, nó nợ Tokuda với nợ Mikami, Hutano gì đó, nợ mấy người đó không à. Chứ không có nợ nước ngoài nhiều nên không có sợ đâu em. Chừng nào mà nợ nước ngoài mình mới sợ chứ. Nợ công có hai loại, nợ công tốt và nợ công xấu. Mà trái phiếu của Mỹ mua hết xếp hàng đó em. Mua cực lắm. Mấy em muốn mua là mua cũng không nổi đâu. Mỹ còn 70 tỷ đô để duy trì chính phủ nợ công trái phiếu 41 ngàn tỷ. 41 ngàn tỷ cái đầu mà chứ 41 ngàn tỷ. Đồng hồ phố World có 31 ngàn tỷ mà đem vô 10k tỷ. Đúng là trẻ trâu thiệt. Mày đem vô đem thì vừa thôi, mày đem giữ mày. Mẹ đưa tiền đi chợ thêm bớt cái quen. Tình hình này Fed có tăng lãi suất lần nữa không anh? Nghe đồn là sẽ tăng nữa. Còn có tăng chính thức hay không anh không biết. Chào CEO, mình thấy Duy rất thích nói về kinh tế dược. Hôm nay có một bài báo đăng tin cháu Cindy Nguyễn ở Cali 15 tuổi, vào đại học và năm 19 tuổi tốt nghiệp cử nhân, hạng tối ưu của một trường đại học ở Cali State Los Angeles, ngành đại học khoa học xã hội và nhân văn. Hôm nay ngày 24 tháng 5, cháu diễn giả chính tại lễ tốt nghiệp của trường. Nguyện vọng của cháu là tiếp tục làm việc giáo sư có tiếng trong ngành NASA. Thôi giờ nói vậy, chỉ cần ông nói diễn giả chính trong buổi lễ tốt nghiệp đó là nó dữ rồi. Con nhỏ này là nhân tài. Bao nhiêu người thì ra trường lại chọn em ơi. Vậy thôi, con nhỏ này là nhân tài. Mà nói thiệt nha, ở bên Mỹ á, là những này nó có đó phải không mấy em. Con nhỏ này người gốc Á đúng không? Mà nói thẳng ra luôn, mày người gốc Việt đúng không? Nó mà được chọn làm phát biểu trong cái buổi lễ đó là nó phải dữ lắm luôn. Chứ còn không mà nó 1910 với con Mỹ trắng là con Mỹ trắng rồi. Đúng không? Một là cái câu chuyện nó phải có gì hay thì nó mới đứng lên nó phát biểu được, cái bài phát biểu là được duyệt đó em. Đó, nó phải nộp cái bài phát, tức là nhà trường gom nó khoảng 100 đứa. Đó, gom 100 đứa có khả năng sẽ được phát biểu vào buổi lễ tốt nghiệp để duyệt được để cho các cái trường con nó duyệt này nọ kia. Xong rồi người ta coi cái bài nào, câu chuyện nào nó hay ho đồ này nọ kia. Với học giỏi kết hợp với bài hay nữa thì mới được lên đó. Khó lắm, nói chung là vậy, rất là vinh dự. Theo anh, ở Mỹ giỏi toàn diện mới được công nhận hay gì? Nếu giỏi gì ở một môn thì được gọi giỏi không anh? Được em. Mày biết bơi thôi, mày sẽ được kêu là Michael Phelps. Còn nếu mà biết chạy á thì kêu là Sam Boy. Anh Duy tính bài toán đầu tư đúng, lãi suất ở Mỹ là 6%. 6% trong giai đoạn này thôi. Ủa chứ ngày trước á, là lãi suất của Mỹ nó 0% đó ba. 6% là mới lên dạo gần đây, trước là 2-3 thôi. Nhưng mà làm nông nghiệp á, là chính phủ Mỹ bảo kê nữa. Làm gì không biết, làm nông là bảo kê ghê lắm. Em nhớ vụ đậu nành, đậu tương không? Hồi kỳ ở tiểu bang Iowa đó,
tiểu bang Iowa, ông Trump ông quốc Trung Quốc cái vụ đậu tương Trung Quốc quốc lại ổ lộn xin lỗi em, ông Trump ông quốc Trung Quốc vụ mấy cái khác, Trung Quốc quốc lại bên Mỹ vụ đậu tương, xong rồi cuối cùng á nông dân ở bên tiểu bang Iowa đó đó, người ta không có mua được đậu tương đồ này đó, người ta không bán được đậu tương đồ này nọ, ta áp lực lên Trump. Trump có hai giải pháp, một móc xẻ tiền túi ra mua, mày tiền túi đâu ra, tiền túi là tiền tăng thuế của Trung Quốc, rồi cái thứ hai ép Trung Quốc phải mua tiếp. Ở bên Mỹ có những tiểu bang làm nông là cái như vua luôn. Em biết tiểu bang Idaho không? Tiểu bang Idaho là kể như là đi học bên đó là không đi xe hơi, đi xe kéo luôn chứ không phải đi xe truck. Nó chạy xe kéo tới trường luôn. Không có tiểu bang thuần nông mà. Bởi tiểu bang giàu, cái tiểu bang thì không giàu nha, nhưng mà người dân ở tiểu bang thì giàu. Tại tiểu bang nó dân nó sạch à, mấy người à. Mà kể như là nó không kêu bằng cái farm đâu mấy em. Cái farm là nhỏ quá xưa rồi, kêu bằng cái do you know ranch. Nhưng nông nghiệp dù sao không phải là thế mạnh của Mỹ đúng không anh? Không, độ nông nghiệp thế mạnh của Mỹ em. Tại vì cái GDP của nó nhỏ quá, tụi em coi nó không mạnh. Cái thằng chỉ có 1% lao động của Mỹ làm nông thôi. Nhưng mà Mỹ là quốc gia xuất khẩu lương thực nhiều nhất thế giới. Mà cái đó mới là cái năng suất đó. Thằng khứa nào nãy đụng năng suất tao chưa lo cho nó đam hơn cho nó. Nó còn mày bu vô, còn một đất nước bu vô làm nông 30%, 40%, 50% ăn không đủ nữa. Nên anh tính mấy mốt đi qua Mỹ anh đi qua Idaho nè, tập lái máy kéo. Bởi nó đi học bằng máy kéo không à, vui lắm. Nông nghiệp Mỹ lớn, thịt rau củ quả số 1, yes. Thịt heo xuất quá trời đất, gà. Người Việt Nam mà nó bển mở trại gà quá trời. Vậy theo anh lý do nước khác không làm nông lại Mỹ là do tư duy nhỏ hẹp chứ không phải biết áp dụng công nghệ mà anh? Đâu, Mỹ đóng nước làm nông mạnh nè em. Hà Lan biết chưa? Hà Lan nước nhỏ xíu làm nông mà kinh khủng. Bây giờ em tối ngày em sống tới ngày hôm nay là nhờ sữa cô gái Hà Lan đồ. Ôi Hà Lan dữ lắm đó bà. Thằng Nestle hình như của Hà Lan phải không? Rồi Na Uy làm nông cũng ghê nè. Nói chung châu Âu làm nông không có thường đâu ông nội. Ở đó coi thường châu Âu. Châu Âu mà mấy nước G7, mấy nước mà G7 mà không đủ mạnh, không đủ bự á, nó không được G7 á. Nhưng mà cái chuẩn nó y chang như G7 không khác gì chân sợ xịn hơn nữa. Nói mà tại nước nó nhỏ quá nó không vô G7 được. Mà trong đó có Israel. Nói chung á, những cái quốc gia cường quốc nông nghiệp trên thế giới không phải con mình thằng Mỹ, mà tại thằng Mỹ nó bự quá nên đâm ra là sản lượng nó nhiều, nên bạn nghĩ nó ghê, hiểu chưa? Mấy nước kia nó cũng vậy á. Bạn biết cái mô hình mà trồng cây mà xéo vậy nè, cái idea đó cũng của tụi nó ra chứ đâu. Còn ví dụ như mình trồng trên đất như vậy, đất rộng thì trồng ok, còn đất hẹp nó trồng xéo là vậy cho nhiều. Lương làm nông bên Mỹ cao không anh? Làm nông mà nhiều khi mướn mễ rồi mướn chưa giấy tờ được không ông ơi. Còn chủ thì mới giữ, tức là làm nông nó có gia đình em. Ví dụ như cái family đó có con trai, thằng nhỏ, gái với con dâu với con rể đủ làm rồi đó, không cần mướn người luôn, thấy không? Còn nếu mà đầu tư thì mướn người, mà làm nông thì là làm nông hay làm mướn thì sao lương cao được? Lao động chân tay căn bản mà, làm chủ thì mới lương cao nha. Làm chủ kêu bằng thu nhập luôn chứ không kêu bằng lương. Theo anh Duy, tại sao tiền tiết kiệm ở Việt Nam không bị đánh thuế ạ? Chưa tới đó em. Chứ tới rồi đừng có lạ nha. Đơn giản thôi, mốt em gửi 10 sổ tiết kiệm, một năm em lời 10 tỷ, khai thuế 10 tỷ ra, chắc chắn nó sẽ đi tới ngày đó. Nên đừng có đem so sánh Việt Nam với nước ngoài. Xong mười mốt tự nhiên cái thay đổi y chang, xong cái ngồi đó há mỏ tại vì mình dở. Cái xã hội nó chưa tới phát triển tới mức đó thì nó chưa như vậy thôi. Chứ 5-10 năm sau nó phát triển tới cái mức đó chắc chắn nó sẽ là như vậy. Còn ngồi nào đang tự hào thế ở Việt Nam, ở nhà họ đóng thuế kìa, chờ đi. Tôi nói ông nghe không? Không có thuế không kiểu gì có ăn xin được. Mà ăn xin là một xã hội muốn lên răng, nó muốn lên răng, lên hạng, lên điểm thì cái ăn xin xã hội phải tốt. Mà muốn có ăn xin xã hội thì phải có thuế, thế thôi. Cái chuyện đó không thể nào khác được, đó là kinh tế học. Đó, và quản trị nhà nước căn bản. Thanh niên trẻ măng Đồng Nai mà không đáng tin cậy giật hụi 700 tỷ. Ghê vậy, ảo ma thiệt, 700 tỷ luôn. Có đứng tên giùm không? Chứ tự nhiên có anh em nữ sinh nào 19 tuổi mua stock gì đó mà mấy chục tỷ gì đó. Xong lời nhiêu đó ghê thiệt chứ. 19 tuổi tiền đâu mua trời. Mấy ông trẻ già giỏi ghê, anh già khú mà chưa có mấy chục tỷ để mua tốt luôn. Ngân hàng đua nhau giảm lãi suất, thị trường sẽ sớm tan băng không anh? Đọc báo thì đừng có bàn mày ơi. Đại biểu quốc hội đã nói rồi, có những thông tin chỉ có trên báo chí thôi. Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất mặt u có mặt hại có. Mặt hại chỗ nào mày? Chẳng qua nền kinh tế nó đau quá mới phải tăng lãi suất thôi chứ. Chừng nào lãi suất về bằng không kìa chuẩn. Giống như bên Mỹ á, khi nào mà lãi suất nó quay về không hoặc là 0.5 thôi là chuẩn. Ồ, nền kinh tế màu xanh lè luôn. Đã. Đó. Còn giờ bên Mỹ lãi suất 4.5 cũng không chuẩn luôn nữa.
Còn nhiều khi mấy bạn không có kiến thức kinh tế, mấy bạn chỉ biết gửi tiền xong mấy bạn lấy tiền lãi đồ này nọ, bạn khoa lãi suất 20-30%. Không, đó là quyền lợi của các bạn đó thì cũng phải là bày hết sức, nhưng mà bạn đó là bạn, ví dụ như bạn nói ừ tao gửi tiền hay tao thích lãi gì đó, ok tao nể, chứ đừng chạy khôn người khác, ừ lãi phải dày đồ, không mặc hại mặc lợi đồ. Hôm trước nghe giảm lãi suất em ra ngân hàng làm hồ sơ thế chấp mục đích vay kinh doanh, nghe tư vấn xong liền nghĩ tới câu nói bất hủ của anh Duy, là câu lên báo vậy hả? Người Việt mà đi xuất khẩu lao động xác định là bị bóc lột. Không nè, em nói vậy phải bình à. Tại vì người Việt đi xuất lao động bị bóc lột, đúng không? Nhưng mà cũng kiếm được chút cháo. Đó là cơ chế win-win người ta mới đi. Ở Việt Nam làm 10 triệu cực quá, qua bên đó bóc lột chút xíu mà được 15 triệu, ok. Biết thêm tiếng nước ngoài nữa. Chứ nếu mà khổ hơn ai đi làm gì? Cái đó là cái bản chất của xã hội nó phải là như vậy. Cái sự công bằng tự nhiên nó có. Bây giờ mướn một người lao động bên Nhật một tháng 3.000, tôi ví dụ. Mướn một người bên Việt Nam qua một tháng 2.000, ok, phé, win-win. Cái thằng Việt Nam nó có ăn mà doanh nghiệp bên Nhật nó cũng có lời. Đó là lý do mô hình xuất khẩu lao động ra đời. Nói chung có ca có ly ơi, phát biểu cái này là sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Thứ nhất nó không đúng là bản chất. Mình bỏ tiền ra mình làm thì hãy nói là mình lo. Còn này tiền không phải là của mình. Thì nói chung là theo anh đó là trên cơ sở win-win thôi. Ông đi làm giùm thì ông có tiếng. Ông cực một chút mà ông có tiếng. Chứ ông không có tiếng ai làm. Nó thẳng vậy thôi chứ. Còn cái chuyện dân sinh là chuyện của government. Thế thôi, nước nào cũng vậy thôi. Chuyện của dân sinh là chuyện của government. Em nghe nói sắp tới sân bay Tân Nhất sẽ lắp máy scan passport và không cần chờ hải quan scan nữa, đúng không anh? Nói chung mà thì thực tế thì anh chưa có gặp một cái nước nào mà xuất cảnh nhập cảnh mà không có hải quan. Cái đó anh chưa gặp. Còn anh gặp rất là nhiều máy nó scan rồi. Tức là cái máy nó scan trước anh đi á nha, là cái máy nó scan trước, cái hồ sơ nó scan nó rồi xong rồi đó, là nó khai trước thôi. Cái đó giống như tờ khai hải quan, nhưng mà mình vẫn gặp officer, chứ mà có tờ khai hải quan rồi không gặp officer. Còn mấy bạn thử tưởng tượng coi, nếu mà bạn đi ra đi vô một đất nước mà bạn không có gặp officer rồi biết gì trời an ninh tùm lum đưa. Giống như là mình xuất cảnh khỏi Mỹ, Mỹ mừng thấy mẹ, nhưng mà vẫn phải gọi là ông officer lại, ông lật hộ chiếu mình ra, ông coi rồi xong rồi đưa vô máy kêu két két vài cái đá lông nheo cớp không gió xong rồi cho đi. Rồi xong rồi phải quét hành lý đồ cực lắm em. Ủa mà xuất cảnh mà tôi mang gì kệ tôi. Ủa lắm em mang tài liệu mật của quốc gia đi. Xuất cảnh ghê lắm, không có đùa đâu. Từ thiện là từ tâm, từ tiền của mình, còn từ thiện làm tiền người khác không phải là từ thiện từ tâm, đúng không anh Duy? Không hẳn đúng hoàn toàn. Từ thiện bằng tiền người khác nhưng mà mình cứ làm tốt, làm đúng vai trò của mình thôi là được. Giống như mai mốt có nhận bằng khen á thì ghi là cái gì, mạnh thường quân khắp cả nước mà tôi là tôi đại diện, ghi vậy ok. Chứ mà trên cái bằng khen ghi tên của ông, mốt ông đi cầm bằng khen ông nổ thì cái đó là ông mượn quà cũng phật khác. Tháng 7 này Việt Nam có đại hội võ lâm đó anh, mày đủ tiền đóng tiền trọ tới tháng 7 không? Mày hóng đường dài không rồi mày ơi, tiền trọ tháng này trả chưa, tiền net nữa, tiền điện tới rồi kìa, một đống bill luôn. Bây giờ chủ phòng trọ cũng buồn luôn. Công nhân về quê xong rồi trả phòng, chủ phòng trọ khóc luôn mấy em. Chủ phòng trọ cần tiền trả bill với trả ngân hàng. Nó trong vòng lẫn quẩn hết đó. Thời điểm này đầu tư bất động sản hợp lý không anh? Bất động sản đang chờ em vô giải cứu đó em. Em vô giải cứu đi. Ví dụ đang bắn nhau với địch mà UAV nó bay trên đầu anh có sợ không? Sợ chứ sao không sợ mày. UAV cảm tử, nó có bom, nó có mìn, nó lủi vô một cái đi luôn á. Em có nhỏ em gái suốt ngày phải tìm cách tạo account để follow social media của nó, vì nó block sạch những người trong gia đình. Nếu mình học dở cái nơi gì dễ lắm á nha, dễ đi lắm á. Nó ngoan và học giỏi anh, nhưng do trong độ tuổi nhạy cảm 16, 17, 18 nên tìm cách follow nó từ xa. Cũng may là nó còn nể, lỡ mình mà ngu hơn nó chắc thua luôn. Anh Duy cho em hỏi vợ em muốn mở coffee nhượng quyền, giờ đam sao cho sáng mắt anh. Nhượng quyền của người ta hả? Hay là nó mở ra xong cho người ta nhượng quyền? Cà phê nhượng quyền hả? Mày quăng cho con vợ mày á. Thấy mấy cà phê hộ rùa với Hai Bà Trưng dưới quận 1 đường này nào kia nó trả một bằng hết rồi đó. Chở con vợ đi vòng tham khảo thị trường đi em. Nó xong rồi về, vợ ơi còn muốn làm nữa không em? Em nhắm em mạnh bằng nó không em? Nói gì à? Vợ em nói không phải mở Sài Gòn mà Hà Tiên Kiên Giang vì chưa có thương hiệu cà phê ở đó. Tao nói mày này dịch vụ Sài Gòn không ăn thua. Vợ mày thiệt nó ghiền làm ăn lắm hay sao á, giờ bắt ký đi, lấy tiền của nó mở. Mày đừng dính vô xong. Nói vợ em về nhà về quê ba má đi, mượn tiền mượn bạc cái đó mình em chơi đi, lời ăn lỗ em chịu ok. Còn anh còn có con nữa, lỡ mà em có gãy sau này anh còn lo cho con được, chứ giờ anh gãy chung em luôn rồi con mình tội nghiệp. Dạo này tìm việc khó của anh, em apply một tháng mà chưa có job nào, trời đất ơi sa thải nhóc luôn em ơi. Cái gì anh ruột cho em xin ý kiến về việc xe Mercedes-Benz mà vẫn trượt đăng kiểm đi anh ruột.
Cái điều đó thật là vi diệu. Nhưng mà ở đó người ta nói là nhầm lẫn rồi. Khi bị rớt thẻ visa, bị người khác lụm rồi đi quẹt được không anh? Hay cần có mật khẩu nữa ạ? Mà visa là anh chỉ có mật khẩu. Thí dụ giờ rớt thẻ visa mà lụm, đúng không? Mà quẹt, thì thứ nhất nó sẽ báo tin về điện thoại cho em là em mất thì em phải đóng liền, online liền. Rồi thứ ba thì em có thể kiện luôn. Tại vì sao? Tại vì cái đứa mà nó quẹt ở đâu, đúng không? Nó quẹt, ví dụ nó đi mua xăng nó quẹt thì chịu. Còn ví dụ như mà nó đi đưa vô cửa hàng, nó quẹt đưa cho một người này nọ kia, mà ví dụ như không chính chủ mà quẹt mà ký tên này nọ kia vô, sao nó chấp nhận là truy ra điểm đó báo police bắt luôn. Còn đó nó nói chung là vậy, như cuộc sống mà giang hồ hiểm ác, đúng không? Cái thẻ mà đi quẹt là thẻ cóc. Nói chung mà lụm thẻ người ta quẹt thì xác định là đó chắc cũng nghèo rồi chứ, mới lâm liều chứ. Như tao lụm tao đố thì em quẹt. Quẹt đó là tội phạm đó ba. Giỡn chơi mà lụm thẻ người ta mà quẹt là kể như đời sau nó dính vết luôn. Quẹt sao chạy? Bây giờ em quẹt ở cửa hàng có camera, giờ nào tháng năm nào chạy đâu. Nói chứ thì thí dụ cái thằng đó cố tình ăn cắp rồi lụm được cái thẻ nó quẹt luôn, nó cùi nó đâu có sợ lỡ, đúng không? Nó dính 40-60 phốt rồi, phần phốt nữa cũng đâu sao đó. Nhưng mà mình là người gọi là cái gì, lý lịch tư pháp trong sạch thì đâu có ngu đâu chơi vậy. Cái tội cấp thẻ tội nặng à. Thì đó ông lý lịch ông đang trong sạch, ông có muốn chức vô cái phốt đâu. Mà nhiều khi ông vô quẹt của nó mà thẻ cóc nó được có mấy trăm đô à. Ai biết thẻ nó nhiêu, vô quẹt đã đợi được mấy trăm đô xong rồi. Thôi toàn trùm năng suất là 10 người làm lo cho 100 người lao động giảng đơn, đúng không sếp? Chính xác. Năng suất là gì? Bỏ ra một lượng tiền kiếm nhiều tiền hơn, đó là năng suất. Thí dụ như bây giờ á, bây giờ nói chuyện nghiêm túc nha, mấy em mở trại gà, đúng không? Em bỏ ra 10 triệu đô em mở trại gà, cái vòng 4 em quay trong vòng 10 năm. Đó, vốn 10 triệu đô quay trong vòng 10 năm nó khoảng chừng tức là nói về khả năng quay vòng vốn và chi phí cho trại gà đó, thì em thu được cái khoản lợi nhiều hơn, thì đó là năng suất. Còn bây giờ đơn giản thôi, mở một trại gà chi phí là gì? Tiền thuê đất, tiền mua máng mua chuồng, đúng chưa? Tiền mua máng mua chuồng coi như đầu tư một lần đi, tiền thức ăn đầu tư hoài nó, rồi tiền nhân công đầu tư hoài, tháng nào phải trả lương, đúng không? Vậy thì tiết kiệm được tiền nào? Tiết kiệm được nhân công thì phải đầu tư cho hạ tầng, thì người ta sẽ tính rằng à, tôi đầu tư cho hạ tầng 10 năm tôi không cần phải sao ta đổi, nó tốn một lần thôi. Còn tôi đầu tư cho nhân công tháng nào phải trả lương tụi nó hết. Đó, mà giờ một trại gà mướn chừng trăm thằng nhân công thôi, trả lương đuối luôn. Ví dụ như giờ, ví dụ như bên Mỹ, ví dụ như giờ làm trả bèo luôn. Đó, giờ bóc lột lao động nè, trả cho mày minimum wage luôn. Trả minimum wage bên Texas là 8 đồng rưỡi, 7 đồng rưỡi luôn chứ không phải 8 đồng rưỡi nữa. Qua bên Texas nó bóc lột ghê lắm em. Nhưng mà bóc lột vậy mà dân khoái quá ở không hiểu luôn. 7 đồng rưỡi nhân cho 40 giờ, nhân cho 4. Toàn làm 40 giờ. 1.200. Hơn welfare được chút. 1.200 mà trả cho 100 công nhân là 120.000. Mà bây giờ để đầu tư một cái dây chuyền tự động hết 1 triệu đô, thì thôi giờ người ta bỏ ra, ta đầu tư dây chuyền tự động luôn 1 triệu đô. Nhân công mướn 2 đứa, thì 2 đứa so với 100 đứa là đương nhiên nhiều rồi. Quá nhỏ coi như bằng không đi ha. Vậy thì bây giờ 100 công nhân này mặc dù lương rất thấp, 1 tháng 1.200 một người, 100 người là 120.000, 1 năm 12 tháng là nhiêu? 12 x 12 là 1.4 triệu rồi, đúng không? 1.444 triệu, mà nhân cho 10 năm nữa là 14 triệu, đúng chưa? Thì người ta đầu tư kia có 1 triệu đô à. Còn này trả nhân công không 14 triệu, tiễn 14 triệu đi ra để tao cứ máy móc làm chứ trời. Nó là năng suất lao động đó. Còn bây giờ một cái đất nước mà hả, thứ nhất bỏ 1 triệu đô đầu tư thấy lạ kỳ mày. Ở dưới quê tao làm nông quá trời luôn, giờ tự nhiên làm này lạ, không biết xài. Không biết xài là gì? Tức là trình độ người lao động không đủ, không đủ sức để mà xài. Nó giờ trình, ví dụ như lao động bên kia lái xe truck, nâng xe nâng rồi điều khiển nút đồ các thứ, đúng không? Bên đây á, lao động không đủ tầm để làm chuyện đó là thứ nhất. Cái thứ hai á là cái lượng lao động dư thừa nó nhiều quá. Mà bây giờ đầu tư kiểu đó, rồi cái lượng lao động dư thừa kia nó không giải quyết được. Nó vẫn thất nghiệp, vẫn chết. Tại sao? Tại ngày xưa nó ra đi tu đẻ mà. Chứ đâu phải ra đi tu đẻ đâu. Nếu mà nói về vấn đề xã hội á và vấn đề kinh tế đó, tụi em phải ngồi đó nói cho nó nhiều góc độ, chứ không phải ngồi đó nói chuyện chém gió kiểu thiếu biết. Rồi xong rồi giờ cái sản phẩm bán ra là nhiêu? Tao đầu tư ít, đúng không? Cái trứng làm ra bán rẻ lại được, nhưng còn kia lương lao động cắn quá trời cắn luôn rồi thôi. Trong quản lý doanh nghiệp, lương lao động là một cái gì đó nó ghê gớm nhất.